Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Thị Thu Thúy, đến từ trường mầm non Chư Pan, xã E Bông, huyện Cramona, tỉnh Đắk Lắk. Lời đầu tiên cho cô gửi đến quý bậc phụ huynh cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên cô và các con chưa thể đến trường được. Vì vậy, đến với chương trình ngày hôm nay, các con hãy cùng cô quan sát một số bức tranh, xem những bức tranh ấy có những ý nghĩa như thế nào. Và bây giờ các con hãy cùng cô quan sát nhé. Hình ảnh này là ai các con biết không? Chắc phi hành gia hả? Không phải. Người ngoài hành tinh? Không phải. Là hình ảnh các bác sĩ tham gia phòng chống dịch Covid-19 đấy các con ạ. Hình ảnh bác sĩ trước đây với chiếc tai nghe và bộ đồ blue trắng, tạo cảm giác sạch sẽ, an toàn cho bệnh nhân. Tai nghe có công dụng như thế nào nhỉ? Tai nghe giúp phóng to âm thanh để bác sĩ dễ dàng nghe âm thanh trong cơ thể của chúng ta. Còn đây là kim tiêm, giúp bác sĩ đưa thuốc vào cơ thể của chúng ta để trị bệnh. Những dụng cụ như tai nghe, máy đo huyết áp, kim tiêm, nhiệt kế và một số đồ dùng khác như dao kéo giúp bác sĩ làm những công việc của mình. Công việc của bác sĩ là khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân. Nếu các ca bệnh nặng thì bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật. Sau khi khám, bác sĩ kê đơn thuốc, bệnh nhân mua thuốc để điều trị bệnh cho mình. Ngoài bác sĩ đa khoa, còn có bác sĩ khoa mắt, bác sĩ khoa răng hàm mặt, bác sĩ tai mũi họng, một số khoa khác. Bên cạnh bác sĩ là cô y tá. Cô y tá không chỉ điều trị bệnh, đưa ra những lời khuyên cho bệnh nhân và gia đình, còn chăm sóc sức khỏe, quản lý giấy tờ, giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Nơi làm việc của bác sĩ là bệnh viện, nơi tiếp nhận bệnh nhân, các phòng khám tại nhà nước và tư nhân, các khoa trong bệnh viện như khoa cấp cứu, các phòng điều trị. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay, các y bác sĩ phải tạm xa gia đình và người thân của mình đi vào tâm dịch để cứu lấy mạng sống cho các bệnh nhân, đi từ thành phố đến nông thôn, không quản đêm ngày. Với bao khó khăn và nguy hiểm đang rình rập, có những lúc các bác sĩ đã kiệt sức. Với những nếp hằn trên khuôn mặt, những đôi tay bỏng dột vì mặc nhiều lớp bảo hộ khi trời nóng nực, dùng hóa chất khử khuẩn quá nhiều, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến cuộc sống, đe dọa sức khỏe và tính mạng của mọi người. Để bảo vệ sức khỏe cho mình và người khác, chúng ta hãy thực hiện tốt thông điệp 5K. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều đồ vật như điện thoại, tiền, đồ dùng đồ chơi, tay nắm cửa. Tay là nơi tiếp xúc với nhiều bề mặt, dễ nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Vì vậy các con không được đưa tay lên mắt, mũi, miệng các con nhé. Chỉ đi ra ngoài khi có việc cần thiết. Và nhớ đeo khẩu trang đúng cách. Nếu không đeo khẩu trang, giọt bắn sẽ làm lây bệnh cho người khác. Ho hoặc hắt hơi, nhớ lấy khuỷu tay che miệng các con nhé. Giữ khoảng cách. Không được tập trung đông người. Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhất là tăng cường vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên tập thể dục buổi sáng. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, nơi thường xuyên tiếp xúc. Theo chương trình, các con hãy cùng cô khám phá một số ô cửa bí mật, xem trong mỗi ô cửa có gì nhé. Và bây giờ, các con hãy cùng cô mở ô cửa số 6 nhé. Trong ô cửa có gì? À, kim tiêm. Tiếp theo, chúng ta hãy mở ô cửa số 5, dụng cụ phẫu thuật. Hãy mở ô cửa số 8, đó là máy đo huyết áp. Số 7 là ô cửa cuối cùng, trong ô cửa có nhiệt kế. Tiếp theo, cô Thúy có một số câu hỏi. Các con hãy trả lời nhanh và đúng nhất nhé. Câu hỏi số 1. Bác sĩ làm việc ở đâu? Đáp án: bác sĩ làm việc ở bệnh viện, các phòng khám nhà nước và tư nhân, các trạm y tế và những nơi có bệnh nhân. Câu hỏi số 2.
bác sĩ làm những công việc gì? Đáp án: bác sĩ khám bệnh, điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân và kê đơn thuốc. Câu hỏi số 3: trang phục của bác sĩ là gì? Đáp án: áo blue trắng, đồ bảo hộ, khẩu trang và mặt nạ. Câu hỏi số 4: công việc của bác sĩ có vất vả và nguy hiểm không? Đáp án: khám, điều trị bệnh và chăm sóc bệnh nhân là những công việc vất vả với những hy sinh thầm lặng để duy trì sự sống cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện tốt thông điệp 5K mọi người nhé. Chương trình ngày hôm nay, cô và các con đã trò chuyện về một số công việc của nghề bác sĩ. Bạn nào có ước mơ làm bác sĩ hay một số nghề khác?